Chào mừng bạn đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của Shopsuken. Trước mặt của Shopsuken là một hộp đồ chơi có tên là Astrogen thuộc dòng Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy. Đây là hàng chính hãng của Hasbro. Vỏ hộp được trang trí với hình dạng là một chiếc tàu vũ trụ đang chuẩn bị được phóng vào trong không gian. Ở phía sau hộp, nhà sản xuất cho chúng ta biết được các hình dạng của Astrogen. Ở phía sau chúng ta sẽ thấy hình Astrogen đang là chế độ robot với 19 bước để biến đổi thành tàu vũ trụ. Và với 17 bước thì chúng ta sẽ biến đổi Astrogen trở thành một đầu của tàu lửa. Ở hình này chúng ta thấy là Astrogen đang ở chế độ là tàu vũ trụ nằm ở trên bệ phóng. Và cái đường này chúng ta hình dung nó giống như là đường của xe tiếp nhiên liệu cho tàu vũ trụ. Đường này nó được biến đổi từ cái thùng đạn của Astrogen. Đây, chúng ta thấy thùng đạn của Astrogen đây. Video giới thiệu sản phẩm nhân vật là Astrogen thuộc bộ Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy của Shopsuken. Đến đây xin tạm dừng. Shopsuken rất mong được các bạn ủng hộ. Xin chào tạm biệt các bạn.